Báo, con ở nhà nhá, mẹ đi ra ngoài một tí mẹ về nhá. Mẹ vừa nói lại khóc rồi. Con khóc để dọa mẹ hả? Khóc cũng không đi được đâu. Lại giận. Mẹ nói này, giận thì cũng không đi được. Con quay lại đây, quay đây mẹ bảo này. Con như vậy làm sao mà đi được hả? Ôi. Mang ra mẹ mặc để đi hả? Ừ, được rồi. Rồi rồi. Đến, bảo mẹ mặc hả? Ừ rồi, đến mẹ mặc. Rồi, ui dồi ôi, đẹp quá. vui nhỉ, được đi thế chưa? Ừ rồi, thế để mẹ đưa con đi nhá. Ừ, giỏi.